đức để chúng niệm Phật cho nó ấm chút ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. À, bữa hỏi mình ghi đến cái thứ mấy của năm tiền đái rồi, tới thứ sáu pháp á, đến cái thứ năm rồi phải không? Đến đạo hỏi rồi phải không? Cái cuối cùng là cái gì? Hả? Nghi phải không? Ở trong lớp mình đó, giơ tay lên thì có bao nhiêu em hay nghi nhiều nhất? Giơ lên đi. Tự động giơ lên chứ tôi không có báo đâu. Một nghi, hai nghi, ba nghi, bốn nghi, năm nghi, sáu nghi, bảy nghi. Nghi phải không? Ok, nếu như nó nghi thì tôi dạy tiếp, còn không nghi thì không dạy. Mấy người mà giơ tay là tao không có nghi. Còn mấy người không giơ tay á là nghi bạo lắm. Yeah, tôi nói thiệt. Phải không? Đúng không? Mấy người im im mà không có giơ tay lên là mấy người nó nghi bạo nữa đó. Còn mấy người giơ tay lên là đối diện với sự thật tôi có nghi. Không có nói tôi nói thiệt chứ không có nói giỡn đâu nha. Tôi nói nó tại sao như vậy? Khi anh biết anh nghi là anh hết nghi. Đúng không ạ? Hiểu được đó không? Cả đó cầu lắm đó, đó trong kinh chút xíu mình học. Có chứ không phải không đâu. Khi anh, bởi vì mấy người mà không có nghi á, là anh không giơ tay, là anh không nghi nhiều lắm á. Như tôi không giơ tay, tôi không nghi nhiều lắm nè, đó nên rồi. Hôm nay á, là quý vị cho tôi ngồi. Hồi nào tôi muốn xuống, à, tôi xuống. Rồi, hôm nay quý vị ghi tiếp cái đó luôn á, ngay cái đó là 6 điều kiện trừ trò hối, phải không? Xong rồi phải không? Rồi 6 điều kiện trừ đoạn trừ hồi nghi. Một, chịu khó siêng năng học hỏi giáo lý. Giáo lý có nghĩa là pháp của Phật đó nha. Hai, thường xuyên vấn đạo để phá nghi. Vấn đạo là hỏi đạo á. Ba là học kỹ để giữ tạng luật. Quý vị mở hoặc đơn ra cái đó, đó. Tạng luật có bao nhiêu pháp uẩn? Tạng luật có bao nhiêu pháp uẩn? Bao nhiêu? À, mở hoặc đơn là 21.000 pháp uẩn. Hai mươi mốt ngàn pháp uẩn của kinh, 42.000 pháp uẩn của thắng pháp, cộng lại bao nhiêu? Ồ, cộng một kiểu đó là bán Phật bán chùa luôn rồi. Tôi đọc rất là rõ ràng, 21.000 pháp uẩn của giới, của giới tạng luật, 21.000 pháp uẩn của tạng kinh, 42.000 pháp uẩn của tạng thắng pháp, là tổng cộng bao nhiêu?
Quý vị biết rồi mà. Họ chứ rằng có nó con tu 84.000 pháp môn tu đó, nó 84.000 pháp quẩn đó. Hiểu không? Hiểu cho nó không à? Đó tôi gợi ý mà mới đang ghi nó đi. Còn nói chuyện biết là sao này biết. Có nghĩa là thường thường ngay quý thầy nói là 84.000 pháp môn tu. Hiểu không? Mà không biết là mình nói nghe cái nào cũng đụng vô mà không biết cái nó nào mà đau đau quá. Thì hôm nay tôi nói là tôi nói luôn thể là 21.000 pháp quẩn của giới luật là cái tặng luật đó. Quý vị ghi cái câu nó, con thứ mấy, học kỹ để giữ tặng luật mà. Học kỹ để giữ tặng luật mà học không kỹ thì giữ được không? Tặng luật ví dụ như luật là nó nói về cái gì? Thứ nhất, giới thứ nhất, con xin đem hết lòng thành kính, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh. Ủa? Trời đất ơi, mỗi ngày mỗi tuần hóa đi thọ bát rồi mà không tụng giới được hả trời? Không nhớ hả? Ủa là chữ nhớ mình chứ mình đâu nhớ chữ hả? Trời ơi, Phật ơi, giữ tận luật mà không giữ đó có nghĩa là người Phật tử phải biết rằng cái sự tối thiểu của mình là tam quy ngũ giới. Mà tam quy là gì? Đó là ăn Phật, ăn Pháp, ăn Tăng. Con xin đem hết lòng thành kính, xin quy y Phật. Cái thầy ông cỏ kìa. Bớt. Nó nghe có mấy... Ủa chứ mỗi tháng mấy lần luôn? 4 lần hả? Quên hả? Ủa Phật ơi. Ủa chứ mình học căn bản rồi. Mình sao lại là con xin đem hết lòng thành kính, quy y Pháp. Có không? Có đâu có quên đấy hả? Có rồi. Giới tướng đọc cái con xin văn giữ điều học là có ý tính xa. Con xin văn giữ điều học là có ý tính xa sự sát sanh. Con xin văn giữ điều học là có ý tính xa sự nói trộm cắp. Con xin văn giới thứ nhất cấm sát sanh, thứ hai trộm cắp, thứ ba tà hành, thứ tư nói dối, khoe khoang đồng tộc. Mình không nhớ giới này, mình nói dối không biết. Ấy là vậy phải không? Thiện. Ủa phải nhớ giới chứ. Căn bản người Phật tử đó là foundation đó, là đạo lộ giải thoát đó, là diệt trừ được phiền não đó. Ủa, không học thuộc sao nhớ? Cố gắng nha. Phải phát nguyện chứ, vô chùa lại Phật quy y mà phải nhớ chứ, mình xin giới mình nhớ, đặc biệt là mấy cô mà đi tu á là phải nhớ đó, không nhớ là kiểu như uổng nữa. Một kiếp người không nhớ giới, đi vô chùa mà không nhớ giới là 42.000, 21.000 pháp quẩn đâu biết. Ví dụ như chẳng hạn mình giới là quy giới nguyện hành, mình học Bồ Tát Đạo Lộ Dư, quy giới nguyện hành, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp ích trữ tình giới. Ủa mình không biết cái đó là mình làm, năm xưa mình làm đúng hay sai? Trời Phật ơi, chết con rồi. Uống miếng nước đi. Thứ tư, tìm kỹ mọi cơ hội để trao đổi niềm tin. Muốn phá nghi mà không có giữ giới thì làm sao phá nghi được. Vậy tôi nói cái này tôi nói tối nha. Thứ năm, có thầy có bạn thích hợp. Ai cho uống miếng nước, cảm ơn nha, ngọt quá. Nó rác cổ này mình uống có miếng nước ngọt quá ha. Cái này là uống atiso và atiso nấu cái gì đây không biết này. Là hán quả hả? Đến thứ mấy rồi? Rồi thứ sáu, đề tài trò chuyện có nội dung hỗ trợ đối phó với trầu hói. Đề tài trò chuyện, đề tài nói chuyện có nội dung hỗ trợ đối phó với trầu hói. À, với hoài nghi chứ. Cái tôi nhắc cái chỗ này cho đại chúng nghe cái chỗ này
mà cái này rất là quan trọng đó, chứ không phải không đâu. Cái môn học của tôi á, mà tôi dạy mà tôi hơi kỹ chút xíu á, tôi biết là nó rất làm phiền quý vị, tôi biết nó rất làm phiền. Đó là những người mà làm phiền có nghĩa là sao? Có nghĩa là tôi mau ở trong ruột và tôi nói á, phải không? Cho nên nó đụng chạm quý vị kinh khủng lắm, quý vị hiểu không? Nhưng mà cái điều đó không phải là tôi nói cho tôi, nhưng mà trong kinh Đức Phật dạy như vậy. À, mà cái hàm ý cái đó đó, mà các bạn, mà các anh chị, quý thầy, quý cô không tu á, là phải thuộc lòng quá đó. Với giờ cô mà nói thẳng tình ra, tôi nói nó nôn na là nếu như mình làm việc với một người á, mà năm cái tiền cái này nó nhiều á, là quý vị đã thâu cái kết quả phiền não nhiều lắm đó, hiểu không? Mà cái đó là tôi nói cái đó là nó đi qua ba cái này, nó rất là sao. Bởi vì trước khi tôi nói cái chuyện đó là tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện để đỡ buồn ngủ. Với nhìn cái mặt thấy buồn ngủ à. Mà nãy tôi cũng có kể bên lớp kia, mà tôi có chuyện ít lắm, nhiều mà tôi nói nhiều mà nó cũng có chuyện ít lắm. Có nghĩa là tôi cũng có cố vấn cho một số sinh viên mà chuẩn bị bước vô đại học đó, là cái lộ trình mà cái hướng đi và học về cái ngành gì đó. Là lâu lâu đó, tại vì tôi cũng có mấy người bạn dạy bên trường đại học ở Việt Nam, ở bên này. Bạn tôi thì giờ cũng già đầu hết rồi. Thì mỗi lần mà tôi nói chuyện với mấy đứa sinh viên đó, là xin lỗi là tôi nói chuyện là tôi lấy kinh ra tôi nói, chứ tôi không có nói ngọt cả đó. Bởi vì tôi nói đơn giản một điều, tôi thưa với đại chúng đó, ở ngoài là pháp luật, hiểu biết không? Làm gì phải có pháp luật, có nghĩa là có luật lệ đó, còn tu là phải có giới luật. Hai cái đó mà con người sống mà không có nắm được cái đó đó, là anh không bao giờ anh tiến thân được trong cái đời sống của anh, tự thân anh. Cái đó là quý vị phải nắm lầm đó nha. Một người tu mà không có giữ giới đó, không có nắm giới đó, thì cái ngưỡng cửa mà giải thoát nó no open mind. À, hiểu rồi đó không? Còn mọi người mà sống mà không có luật lệ đó, là chắc chắn phải đi vào con đường không bao giờ đúng. Dù anh là vua hay chú hay là gì ở cõi vực này, kể cả mà anh có lên sắc giới, vô sắc giới, ảnh hưởng hai cấp phước, anh cũng rớt xuống lại cái cõi thấp nhất rồi, thấy không? Thì tôi mới hỏi là tôi đọc cái này các tỳ kheo á, bữa nay tôi nhớ là tôi có nhận một cái mail của một cái người Phật tử mà tôi không biết, nhưng mà tôi trả lời rất là chân tình, người ta hỏi là này các tỳ kheo á, cái đây là tối thượng nhất mà bữa mình học cái mà tướng mỹ phẩm đó, tác phẩm mà gọi là dịch ra là đẹp á, mới nghịch đó, định mỹ tướng, ok. Thầy thưa với đại chúng là cái người học viên nó, người nó mới hỏi tôi rằng là tỳ kheo là gì, thấy không? Đó, mấy đứa sinh viên hỏi tôi tỳ kheo là gì, mà tôi cũng nói quý vị ở trong đây hỏi tỳ kheo gì, quý vị hiểu không? Quý thầy thọ tỳ kheo hỏi tỳ kheo gì, trả lời gì một cái đó, không trả lời tôi trả lời, biết trả lời sai rồi đó, tôi cũng trả lời sai đó mà, tại tôi nhìn tôi biết sai đó. Có nghĩa là tôi nói quý vị muốn trả lời cái tỳ kheo á, là nó phân hội chúng nó phải để ý cái chỗ này. Tôi bỏ ra 5 phút tôi kể cái chuyện này, có nghĩa là trong lớp này đừng có nghĩ rằng là, tôi muốn nhắc là đừng có nghĩ mình là không phải tỳ kheo mình mới không học. Cái ý của tôi như vậy, hiểu tôi thưa đâu. Ô, cái chuyện nói chuyện của tỳ kheo mà không phải. Cái là tôi nhắc lại cái thời của Đức Phật á, là khi ngài quán nhân duyên của chúng sanh như thế nào, có thể ngài nói với người ăn trộm, người nói người ăn cướp, người nói với vua, người chúa, tất tần tăng hết, ai có duyên với ngài ngài nói, hiểu không ạ? Nhưng mà buổi chiều thuyết pháp đó, là ngày có hội chúng đông đó, nhưng mà ngày thứ hai là ngày các tỳ kheo, hay là kêu ông Xá Lợi Phát, Xá Lợi Phát phương đông có Phật A Xức Bệ Tu Di Tướng Phật Đại Quang Minh Phật, quý vị có thuộc cái đó không? Cái gì vậy hả? À, Di Đà, nó phải nhìn cái mặt nó là biết đúng không? Thì có nghĩa là cái chuyện đó cũng như vậy, trong kinh này các tỳ kheo á, là có nghĩa là cái từ danh từ chung
để kêu gọi, để nhắc mọi người. Thì cũng như vậy, quý vị mà khi mà có cái tâm niệm mà muốn giải thoát á, thì nó hỏi tôi như vậy, thì tôi mới trả lời nó nghe nó kêu. Nó kêu nếu như thầy nói vậy thì nói mấy ông thì kêu chứ nói còn gì. Quý vị hiểu tôi nói không? Có nghĩa là trong cái ấy sau của chỗ này nè, có nghĩa là mình muốn ứng dụng một cái bài kinh đó mà mình đọc lên đó mà mình không có giải thích mà mình nói như vậy á, là người ta sẽ dẫn người ta đến cái chỗ không hiểu á, sinh ra. Nhưng mà không hiểu có nghĩa là sao? Nó không hiểu chứ mình không phải là mình không hiểu. Để rồi mình mới biết là trong hội chúng mình đây nè, có nghĩa là mình, quý vị ở trong đây có bốn chúng Đức Phật, nó bốn chúng gì? Ở trong đây có bốn chúng nè. Tại vì đúng không ạ? Mà chú phải biết rằng nhiệm vụ của tỳ kheo là gì? Chú biết không? Chú phải biết là nhiệm vụ của tỳ kheo này là gì? Chú biết không? Nhiệm vụ của ưu bà tắc là gì? Chú biết không? Nhiệm vụ ưu bà tắc có hiểu ưu bà tắc không? Là gì? Hả? Cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Đúng không? Đúng không? Đó, cái chuyện đó không chắc mình, không chắc nhận được mình là nữ, nam hay nữ nữa ta. Thiện nam hay là tiếng nữ, hay là cần sự nam hay cần sự nữ, phải không? Có bị hiểu tôi thưa cho nó không? Có nghĩa là khi cái người nam là cái nhiệm vụ của người nam là gì, cái người nữ là gì? Nói cái đó là dù không có đạp chân lên nhau rồi đó. Thấy không? Cái nhiệm vụ của như tôi là cái người tôi là tôi làm điệu nè, là tôi chỉ biết quét chùa, gõ mõ tụng kinh, mà vô biểu tôi vô làm cái chuyện khác tôi làm được. Hiểu tôi thưa chỗ đó không nè? Thì ngay cái chỗ này, tại sao mà tôi nắm cái tôi quay trở lại á, tại sao mà tôi nói cái năm cái truyền cái này cho quý vị và đi vào trong trong tâm của quý vị. Quý vị muốn bước lên bậc thánh đạo và quả là quý vị phải làm xong cái việc này. Hiểu tôi thưa chỗ đó không? Bởi vì cái nơi này là cái cõi dục, mà cái cõi dục là sắc thinh hương vị xúc, nó lôi quý vị hàng ngày hàng giờ và trong từng sát na. Vô 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 ngồi mà vô tu á, mà vô bị năm cái tiền cái này nó lôi vô á, làm sao vô vượt qua? Thì quý vị đem cái này ra nè, sáu điều kiện của những cái đó đó. À không, tôi gây ra này, đem ra. Mà ai biết? Khi vô 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 ngồi vô học á là vô mới biết. Vô mà biết cái đó là gì. Chứ còn mà nếu mà vô không biết á, là có nghĩa rằng á là khổ đau triền miên, không bao giờ thoát ra khỏi cái đó đâu. Mà khổ đau triền miên có nghĩa là sao? Cái tâm du không có lối thoát, cho nên phiền não liên tục liên tục liên tục trong từng sắc nè. Đó tôi nói cái nó, cho nên nó là ấy, tôi muốn thưa là phải thuộc lòng, phải thuộc lòng, phải thuộc lòng năm triền cái là gì. Bởi vì năm triền cái đó, rồi năm cái triền cái đó quý vị đối phó như thế nào? Ví dụ tôi nói tại sao nữa quý vị, tôi nói là tại sao quý vị hoài nghi, là khi ví dụ như chẳng hạn tôi nói một cái chuyện, quý vị vô quý vị tu hay là quý vị làm một cái việc gì đi, quý vị khởi tâm cái này không biết tốt không ta, hoài nghi không? Yeah. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Cái đầu vô sơ kiến không biết mình đẹp không ta? Có không? Yeah. Có không? Đừng nói không có. Đó, khi vô ngồi anh học hay là khi anh làm không biết pháp là đúng không ta? Cho nên anh muốn biết là anh muốn biết là anh phải học. Anh không học là ổn lắm mà anh không biết. Mà trong cái tăng chi kinh, tôi muốn nhắc lại cái tăng chi kinh Đức Phật hay nói đến hàng tỳ kheo, đó là căn bản mà đi đến đạo và quả. À, nhưng mà phước báo cho quý vị được học cái bài trong tăng chi kinh này bằng, là tôi nói luôn là chánh tạng luôn đi, để quý vị thấy rằng là từng căn bản đó nền tảng giáo lý đó, quý vị phải thấy cho rõ ràng. Ok, hôm nay bắt đầu mình học cái phẩm xong rồi, phải không? Có hỏi gì nữa không? Hỏi gì không? Hỏi đi. Ủa ghi rồi mà.
nó giống tôi đọc cho anh, tôi còn một cái nữa không nhớ hả, rồi tôi đem tôi đọc này nè, chứ không để tôi mắc nợ. Làm con rùa đưa qua sông, sáu điều kiện để trầu đòi hói chịu khó, công năng học hỏi giáo lý, thường xuyên quán đời để phá nghi, học hỏi và giữ dạng đoạn luật, giữ gìn thân cận người thật đức và thật học, có thầy có bạn thích hợp, đề tài trò chuyện thảo luận có nội dung hỗ trợ đối pháo và trợ hối. Nó cũng giống gần gần hành dư đến 4 á, còn hai cái sau là nó khác, đúng không? Nhớ nghe, khi mà quý vị, tôi nói là năm cái truyền cái, nó là quý vị muốn mà vượt qua khỏi cái dục giới này nè, là quý vị phải nói lời chia tay vĩnh viễn với năm em đó đó. Phải nói lời chia tay, có nghĩa là anh đi ra ngoài công xưởng, ngoài công ty, office, kể cả vô chùa, mà năm cái người đó mà anh đi theo bóng bá hình đó, có thằng mạnh, có thằng yếu, có người đó, hiểu không? Phải thuộc lòng. Là khi nó vừa khởi lên anh biết là anh phải biết cái pháp đối trị liền. Còn không á là tôi nói là vốn liếng mình, tôi nói là đụng chạm vốn liếng, mình sống trong này với môi trường nên là môi trường tu học nó khác, là cái môi trường sống của mình ấy là nó có Phật, có pháp, có tăng, nó khác. Mà khi anh ra khỏi cái môi trường này, anh không còn có cái môi trường đó nữa, không có điều kiện đó nữa, là cái tâm của anh nó nổi lên bất cứ lúc nào mà anh không biết. Không biết đâu. Khi biết thì ra sao? Anh đã trở thành người. Người gì? Hả? Người gì? Không phải. Thành người quá cố. Cố. Nhớ nha, tôi học trong xuôi là quý vị phải ghi, nó nhớ ghi đầy đủ hết rồi phải không ạ? Rồi. Năm truyền cái phẩm người có người khác sử dụng. Phẩm 3, phẩm khó sử dụng và phẩm không điều phục. Mười tâm không tu tập, ta không thấy một pháp nào khác này, các tỳ kheo lại khó sử dụng này, các tỳ kheo. Tôi nói tỳ kheo, tôi nói trong cái nhà, tôi nói trước hồi nãy tôi nói vậy, quý vị hiểu cái đó không, chứ đừng có nói là tỳ kheo. Là con không phải tỳ kheo, là con không có nghe là uổng lắm đó. Như tâm không được tu tập, tâm không được tu tập này, các tỳ kheo khó sử dụng. Quý vị đọc cái đó quý vị thấy không? Tâm không tu tập thì khó sử dụng. Bây giờ quý vị hỏi ngược lại nè. Tu tập cái gì? Mình không tu tập cái gì mà khó sử dụng? Đó à. Mà không tu tập gì khó sử dụng? Ví dụ. Tôi ví dụ cái gần gũi nhất quý vị, năm truyền cái. Cái đó, cái bột là gì nhắc? Cái bột là đọc lớn ra cho nhớ. Nói gì nữa? Thì em nào đứng lên đó là giơ tay một cái, là trong năm cái nó em nào nặng nhất. Trong năm cái nó nặng nhất. Thứ mình nói thiệt. Bởi vì cái điều đó tôi cũng có mà. Hả? Không trầm. Chứ đừng nó không lầm nha. Không trầm đúng không ạ? Có nghĩa là sao? À bây giờ con đứng con nói là trong mình trừ cái năm không trầm nó, con thấy mình có phương pháp chưa? Có chưa? Hả? Năm phương pháp Đức Phật dạy đó thôi chứ tôi... một cái tôi thấy một các anh giảng nè, có một cái người đó không bao giờ kêu là không bao giờ đem ngủ được.
không bao giờ ngủ được. Thì mới hỏi tôi, thì tôi mới hỏi là hoàn cảnh sống như thế nào. Là quý vị biết là tôi hiểu không? Mà ban ngày ngủ rồi thì làm sao mà đem được đó. Tôi này có 5 tuổi rồi, giơ tay được rồi. Đó không? Rồi, 7 năm tuổi năm. Hả? Thì con trả lời đi. Bao nhiêu năm? Yes. Tại sao con nắm công thức nào nó 25 năm? Yes. Rất chính xác. Đúng không? Đó là công thức 1/3 quả đời người. Đúng không ạ? Mà nếu như mà muốn biết mà rõ ràng theo cộng trừ nhân chia á, là có nghĩa một ngày ngủ 8 tiếng, một tháng ngủ bao nhiêu tiếng, nhân lên cho 365 ngày, nhân lên cho 375 tuổi. Đúng không ạ? Chia là ngược nó lại, nó ra 25 năm. Đúng không ạ? Đó là công thức cộng trừ nhân chia. Thì có nghĩa là khi anh nói anh không ngủ được, anh trội ơi, mà bình thường á là cái bệnh anh á, mà vô là anh tu là anh buồn ngủ à? Nó phải có nguyên nhân chứ, đúng không? Có nguyên nhân, có nguyên nhân. Đó, cho nên á, quý vị mới biết cái rằng cái gì này nè. Ở trong cuộc đời mà có bốn á, tôi nói thì tôi nói ra này, tôi nói theo kinh nha. Ở trong bốn cõi đội xứ á, cái con gì ngủ nhiều nhất? Ông thằng nó giỏi quá. Phải không? Nhưng không phải đâu, nó tùy theo chứ. Tại vì cái vốn liếng trong món cò đại sứ nó như vậy. Tôi nhắc cái này cho để chúng nhớ nè. Số 1. Hai. Ba. Ba cái này. Nó cũng như vậy. Rồi cái này cũng như vậy. Ok. Nó dẫn đó. Ví dụ tôi nói một cái chuyện đời sống của mình. Năm cái chục. Cái gì mạnh nhất? Cái gì mạnh nhất? Dù phải tìm ra chứ, đúng không ạ? Cái gì mạnh nhất là chính bản thân của mình đó. Có nhiều người ta rất là coi nhẹ cái chuyện mà hoài nghi. Nhưng mà người ta rất là mê tình dục. Thấy cái gì cũng quơ hết, không có chừa một cái gì hết. Thấy không? Sắc thân hương vị xúc quơ hết. Đó là thì tham dục mà. Thì người ta nói là lòng tham gì? Hả? Đúng không ạ? Khi anh học kinh á, là chiếc chìa khóa. Là khi mở ra anh thấy cái này, mình ở trong cái này như thế nào. Tôi nói cái này tôi nói rất là đơn giản, tốt, sâu. Hay là bờ tốt và sáu, có nghe thiền và bắt thiền hay là vô ký đó, hiểu được thưa chỗ đó không? Thì cái tiền nghiệp của anh gieo cái nhân này nè tốt hoàn toàn, thì chắc chắn anh sẽ ở môi trường nó tốt. Ví dụ tôi nói một cái chuyện rất là đơn giản này, ví dụ như cái chị hay cái anh ở dưới đó, ở trong cái tiền nghiệp của anh là cái nhận thấy người ta mà không có chỗ ngủ là luôn luôn mình mùng chiếu gối anh em anh lo cho người ta ngủ đàng hoàng. Thì tôi nói nếu như anh đầu thai kiếp này chắc chắn anh sẽ có chỗ ngủ. Đúng không ạ? Bây giờ anh gieo cái nhân gì? Hiểu tôi thưa chỗ đó không? Đúng không? Hiểu đó không? Nhưng mà như thế nào gọi là đủ? Ví dụ như với một vị thị kheo ngủ như thế nào là đủ? Là cái giới thứ mấy? Trống ngồi ghế cao giường đồng chí xinh đẹp đúng không ạ? Có như là mình ngồi vừa thôi thì một cái giường của mình nó cao bằng cái tay. Còn mình ngồi vừa đủ cho mình để là cái đơn cái giường của mình vừa đủ cho thôi. Đó là cái giới đó. Thì mình ngủ như thế này. Mà khi mà anh như vậy thì khi anh ngủ như vậy để tham dục không có sanh. Đó như anh nằm một cái đơn giản của mình anh như vậy. Đó là giới. Bởi vì hiểu không? Thì cái nhân, cái quả nó tốt quý vị thấy không?
Cho nên cái đời sống của mình nó ngay có dục cái chân này, nó cái chân này nè. Năm cái này á, nó bao bọc bởi một cái vỏ nhung của năm quả dục. Sắc thân hương vị xúc. Hiểu không? Rồi năm quả dục sắc thân hương vị xúc có bị một cái sức mạnh của năm cái tiền cái nó lôi kéo. Nó lôi mình trong cái đời sống ăn mặc ở bệnh. Ví dụ như những người ở trong lớp, những người không bao giờ bị bệnh nhưng mà thích, rất là thích đi bác sĩ, ví dụ như vậy đi. Hỏi chi vậy? Chỉ gặp được bác sĩ một lần là cảm thấy khoái à, ví dụ vậy. Nhưng người ta không biết đó là cái nghiệp. Nó về hiểu cơ vậy đó không? À, cho nên cái thời công nghệ hay mọi thứ như vậy. Cái tâm không tu tập á, mà quý vị phải nhớ, và có nghĩa là cái tâm khó sử, cái nãy là nó cái tâm khó sử dụng á, là nói về cái tâm của mình, tâm khó sử dụng có nghĩa là không biết tu, không khéo tu, cho nên nhận mấy cái đó. Để chúng để ý cái đó là một khi á mà mình sống trong cái đời sống cái môi trường nè, nó rất là quan trọng, cái môi trường sống nó rất là quan trọng. Ví dụ như môi trường sống là mình nói xung quanh mình, nhưng thực tại mình nói lớn lên nữa là đất nước. USA nằm một quanh không? Có không? Tôi hỏi thật quý vị đó. Quý vị trong lớp mình có đi nhiều nước không? Châu Âu đi chưa? Tôi nói đừng có nói chuyện nhiều. Tôi nói một cái chuyện như quý vị để ý nè. Ví dụ cái restroom này trên thế giới nào là đầy đủ nhất mà sướng nhất? Hả? Có nghĩa là tôi đang nói về năm dục đó mà quý vị mà thấy cái đó đó. Nhật Bản đúng không? No. Không ai qua Mỹ hết trơn á. Quý vị hiểu tôi nói cái đó không? Quý vị đi Pháp chưa? Đúng không ạ? Quý vị mà đến nó mới thấy được, nó nói là chưa đi mù tỏ lưu sơn thống chiết giang, thì đi chưa đến thì hẳn muôn ngàn, đến rồi về được không gì cả đó, thấy không? Đó, quý vị hiểu không? Là nhưng mà ví dụ nói là có nghĩa là sao? Có nghĩa là tại vì mình, nếu như mình là một người đơn giản môi trường sống mà để mà giải quyết cái đời sống mà nó được không có chen lấn, không có gì để mà tranh giành của bốn cõi đội xứ á, cái tâm đó đó, thì có nghĩa là chỉ có Mỹ là nó nằm một quanh. Còn quý vị nói ô về phương tiện mà đầy đủ mà đụng bấm nút rồi đi kia đó, quý vị nói Nhật, nhưng mà quý vị không, tôi nói đây là cái này nè, cái tư duy và cái đời sống sắp xếp đó nó không có làm cho con người có phiền toái. Quý vị vì tôi thấy hiểu chỗ đó không? Tôi nói về đơn giản ăn mặc ở bệnh đó, thấy không? Còn mà nếu như quý vị nói với thật sự quý vị nói ô Nhật nằm một quanh thì quý vị có duyên với người Nhật, nhưng mà giờ biểu quý vị về không? Cũng như mấy người Việt Nam không có qua thuốc Việt Nam sắp qua ở già bữa không vừa về nó chán quá à. Có không? À, biết mấy cho đủ mới mới cho vừa. Có nghĩa là khi mà cái tâm khó sử dụng á, là cái tâm khó gồm có hai cái: khó xài, không đủ tiền dụng, mà cái mà dễ xài tiền dụng, đó là cái tâm dễ tiền dụng. Mà cái tâm dễ tiền dụng có nghĩa là sao? Cái hàm ý của cái chỗ này quý vị ghi nè. Ok, các bạn kinh đó Đức Phật nói cái hàm ấy đó. Cái tâm được tu tập thì gọi là, cái tâm không được tu tập là khó xài, mà cái tâm được tu tập là dễ xài. Mà cái tâm được tu tập là tu cái gì? Đơn giản ví dụ nó tu cái gì? Ví dụ tôi nói athlete á, cái thân đi. Tại nói theo tinh cần quả thập thiện nghiệp với thân có mấy? Ba đúng không? Ba là gì? Ta chắc đạo nhầm, dù giữ được đúng mức theo tinh thần của giới luật không? Khó không? Dạ, yeah. Khó đúng không? Khó đúng không? Ví dụ như chẳng ba cái sát môi trường sống nè, mình không muốn sát sanh, mình không có tắc ý sát sanh, mình thôi tôi giữ giới có lợi cho tôi và có lợi cho người. Gặp cái thằng bạn người yêu nó đến, thích ăn cua sống, à,
Là bây giờ mình mà không có đi mua cơ sống, mình có thuyết pháp với nó là mang người khác, nhưng không biết, miễn là cứ như lấy vật dưỡng nhân đi. Em không không anh không làm cua sống cho em ăn là em bỏ, bây giờ bỏ nó họ bỏ cua. Hiểu tôi nói cái đó không? Mà có chuyện đó không? Sợ có đó. Rồi lúc đó mình giữ giới được không? Lúc đó là phân vân. Tôi nói cái chuyện sát sanh thôi nghe, chứ còn có chuyện mà bỏ đạo nữa kìa. Quý vị mà còn bỏ đạo nữa kìa, còn bị dụ dỗ nữa kìa, biết bỏ đạo không? Một ngày em lên xe hoa mà em không đi học đạo là nó chém em không còn mạnh nấu giác, đúng không? Có không? Đó. Cho nên đó, quý vị để ý cái đó mà phải thấy. Rồi ví dụ chẳng hạn như là nói theo tinh thần của thập thiện á, đạo, cái này cái thân mình á mà mình biết là đủ, có nghĩa là mình biết là đủ hay sao? Cái công thức nào để mình biết là đủ? Biết là đủ, mình biết công thức biết bao nhiêu đủ. Mà mình không biết đủ, tôi nói nổi cái chuyện mà mùa lạnh nên nè, mình tôi nói nổi cái chuyện mình đi làm một ngày 20 giờ, mình để ví dụ như tháng một ngày mình có 160 từ thế từ má không thôi còn 80 đi, mà chơi trong cái tủ lạnh là chơi 3-4 cái áo mà không biết bằng cái áo nào không xui đó. Có không? À, cho bỏ trong cái lô xếp 3-4 cái áo lạnh đó, áo gió đó, đúng không? Là xong xui đó là khi không bằng thì thấy dư, mà bằng thì không biết cái nào. Mới ngày hôm qua thì em mới 100 pound, ngày hôm nay em quất cái gì lên, 3 ngày sau em lên 3 pound, nó bẩn chặt mất tiêu rồi. Thấy không? Bắt đầu xích tích với khổ đem đi trả lại. Thấy không? Kết cô còn trả được, đồ hiệu mà để uống lông 3 tháng trả không được, không xui nó vừa phiền não không? Khổ không? Cho nên tôi nói cái này, yes. Tôi nói nó có chứ không phải không có. Cho tại sao mà nói, Đức Phật dạy trong kinh, chứ không phải là mình nói là cái ô. Tâm khó sử dụng. Khó sử dụng đây có nghĩa là mình không có chánh niệm nè. Không có chánh niệm thì mình sẽ dẫn đến làm việc sai. Làm việc sai thì tâm đó là nó đủ thứ hết. Có thể công việc, có thể là cá nhân, có thể là hoàn cảnh, có thể đủ thứ hết. Quý vị hiểu tôi thưa đó không? Cho nên cái người mà Phật tử á, hay là cái người mà có tâm tu á, là cái tâm chánh niệm nó giúp cho mình nhiều thứ lắm, rất là nhiều thứ. Mà du tu, hỏi là du có tu là tu cái gì? Nó ồ, vậy cái tâm tu là dễ sử dụng đúng không ạ? Mà tu cái gì? Đó là cái question, mình tu cái gì? Bắt đầu nó đem đậu nhau rồi khổng rồi. Tu thân tề gia trị quốc và bình thiên hạ. Đúng sai? À, sai đó. Ok. Cho nên á, để chống để ý cái nó chút ha. À, khi mà mình dễ sử dụng á, cái tâm dễ sử dụng á, là năm cái truyền cái á nó sẽ rơi rụng. Năm cái truyền cái nó rơi rụng. Mà năm cái truyền cái nó sử dụng là quý vị sẽ có được sơ thiền. Và sơ thiền này á là quý vị hiểu được sơ thiền không? Hiểu đúng không ạ? Là quý vị năm cái truyền cái đó nó rơi rụng là quý vị hiểu được sơ thiền. Bởi vì bất cứ pháp môn nào tu, ở trong hồi nãy tôi nói bất cứ pháp môn nào, mình tu cái gì tu pháp môn nào, giới có 21.000, kinh có 21.000, pháp ẩn có 42.000 trong tháng pháp, thì mình tu cái pháp nào để dẫn đến mình không còn phiền não nữa, đó là cái pháp trong kinh Phật nói. Hiểu tôi thưa chỗ đó không? Có những người chọn một công việc, lúc nào cũng chọn công việc nhẹ nhàng không à,
rồi xong xuôi rồi không có thấy được cái điều sai điều đúng như thấy bên kia, là cái phiền não nó vẫn kéo dài, nó vẫn kéo dài cái đó. Cho nên đó, mà khi mà mình có được mà những cái tâm mà mình dễ tu của nó, thì từng chi thiền một đó trong năm chi thiền của mình, ủa năm chi thiền nó hiện nhớ không ta, có nhớ không? Không nhớ kể quý vị, tôi không nói cái đó. Có nghĩa là khi mình bước cho mình tu tập á, là cái năm truyền cái mình sẽ thấy cái đó. Mà năm cái truyền cái đó, dù mình tu có pháp nào chăng nữa, nó vẫn là hiện hữu với mình. Nó vẫn hiện hữu với mình, cực kỳ lắm. Cho nên á, khi mình kiểm soát được cái tâm tu tập á, thì cái công việc của mình và sự tu của mình nó có tiến bộ. Mà sự nó tiến bộ á, có nghĩa là mình có đạo và có quả. Cái đạo của mình từng cấp bậc. Ví dụ, ngày hôm nay mình bị phiền não, mình có tu, nó hết phiền não là mình có đạo. Mà hết phiền não mà dẫn đến mình ăn vui, đó là quả. Quý vị hiểu tôi thừa rồi đó không? Ví dụ như cái chuyện mình ra mình gặp cái người nào trong cái tiền oan gia báo chướng nghiệp chướng túc tái oan kia người đời người kiếp, nó gặp mình ở ngoài chợ đó, đúng không ạ? Mà nó chụp đầu mình, nó tưởng là cái con kẻ thù của mình trong người kiếp, nó chụp đầu quýnh mình. Mình đâu có biết đâu. Có cái chuyện nó xảy ra không? Có không? Có, không có là lên tivi coi biết à. Có chuyện nó xảy ra. Thì cái chuyện đó đó, mình nếu như mà mình mà có cái oan trái, một là có oan trái trong đời trước đó không ạ? Mình đâu có biết đâu, nó quýnh, cuối cùng nó sorry, nó quýnh lầm. Phải không? Phải không? Có không? Đó, đó, tại vì người ta đi trong bóng tối, cho nên người ta tưởng con rắn nè, cái sợi dây là con rắn này. Cho nên á, cái tâm kiểm soát và dòng chảy á, cái tâm kiểm soát và dòng chảy có nghĩa là sao? Mình đang ở trong cõi dục này mà mình bị chi phối bởi ăn mặc ở bệnh qua năm cái sắc thinh hương nguyện xúc, mà mình kiểm soát được cái dòng chảy đó là cái tâm mình nó sẽ hướng đến cái tốt. Còn nếu như mình tu tập mà mình đi học hay là mình sống ở đời mà mình không chú ý cái năm cái dòng chảy đó, năm cái dục đó đó, nó làm mình khổ đau á, là mình tưởng ở đâu một thế giới đâu xa xôi. Tôi nói đây là tôi warning luôn nữa, không có một cảnh giới nào xa xôi hơn bằng chính cảnh giới nơi đây, và không có cảnh giới nào chính nơi đây, chính là cảnh giới của chính mình, mà không có cảnh giới nào mà khổ đau sung sướng hơn cũng chính tại đây. Bởi vì hiểu tôi thưa rồi đó không? Không có ai vẽ trăng về bóng cho quý vị đi đến cảnh giới đó hết trơn á. Chỉ cái đó là một cái sự tưởng tượng của quý vị thôi. Mà nếu như ngay nơi đây quý vị có an lạc giải thoát, thì chắc chắn là có Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí Đề Huề, Phóng Ngọc Quan tiếp quý vị. Còn ở dưới đây quý vị khổ đau mà có ai mà đi phóng rước quý vị chi mệt mỏi quá vậy? Hiểu không? Quý tôi hỏi quý vị nè. Một cái chuyện, quý vị đang sống một bình yên mà có một người nó phiền não tràn trề, giới thiệu đến cho quý vị một người phiền não tràn trề, quý vị đem nhà ở được không? Được không? Hỏi thiền nghe coi được không? Được không? Mà tại sao quý vị nó mơ tưởng một cách gì nó đem nó viễn vong quá vậy? Hãy tôi thưa vậy đó không? Tôi nhắc cái đó là bằng tâm tình nó rõ ràng cho quý vị đó. Nghe không? Quận phải nắm cho vững cái đó. Cho nên cái dòng chảy sinh tử này nó kinh khủng lắm. Mà mình không có học á, mình không có thấy, mình không có siêng năng học hỏi giáo lý, không siêng năng mà tạo phước, không siêng năng mà tu tập cho chính bản thân mình á, là mình nghe ở đâu không à. Tôi gặp nhiều lắm. Cho nên cái là Một ngày mà mình 24 tiếng đồng hồ, thì cái chị kia gì nói là 75 tuổi là ngủ 25 năm. Tại vì là tôi nhắc lên cái này có nghĩa là tuần sau hay tuần sau nữa là nó có một cái bài kinh trong này nè, rất là quan trọng. Nó quan trọng là khiếp lắm. Và tôi nói tại sao tôi nói cái đó là có nghĩa là nào, tôi đọc đến đó mà tôi đọc trong sách giải và tôi đã học qua rất nhiều lần, là chính bản thân tôi cũng là người rất là khó hiểu. Và khi mà bước vô thực hành nó rất là khó, bởi vì là nếu quý vị mà không có tuần sau nữa là không biết có đến hay không. Mà bỏ học á là bữa sau là không có cơ hội đó. Tôi nói trước. Đó là tôi nhắc cái đó là tại sao tôi nói cái đó. Tại vì là khi quý vị không nắm vững cái công thức á, không nắm vững cái công thức á là quý vị không bao giờ đọc kinh hiểu được. Ví dụ chẳng hạn giờ nói vô cái nó phiền não,
mà quý vị không biết phiền não là gì, có nghĩa là mình không kiểm soát được cái tâm của mình. Ví dụ tôi nói năm cái truyền cái đó, quý vị đâu có mạnh hết năm cái đâu, có cái yếu đúng không ạ? Có cái yếu đó là cái phước quý vị. Ví dụ anh chàng kia, anh em bốn cái kia anh yếu, nhưng mà anh bị hôn trầm, anh nói anh bị hôn trầm, nhưng mà anh kiểm soát được hôn trầm, có nghĩa là anh thắng được hôn trầm, hiểu chỗ đó không? Đó là mà anh muốn kiểm soát được cái hôn trầm đó là anh phải có chánh niệm chứ. Không có anh chàng nào mà ngủ quá mà ngủ mê á mà thấy chim bao hết. Anh nào mơ mơ màng màng mới thấy chim bao. Hiểu tôi đó đó không? Mà cái điều đó nói như thế nào? Ở trong bài kinh Đức Phật nói năm cái điều, có năm cái điều mộng của Đức Phật. Đó, bài kinh đó là một. Thứ hai nữa, mà khi học sâu vô nữa mình mới thấy á, khi anh mê làm sao anh thấy? Hiểu tôi nói không? Ngủ mê làm sao thấy được đó. Cho nên á, nói về cái chuyện mà nói về cái kiểm soát được cái dòng chảy á, thì cái vòng chảy luân hồi của mình nè, cái vòng chảy luân hồi mình loanh quanh mà mình kiểm soát được á, là mình phá vỡ cái vòng chảy của luân hồi đó. Mà mình phá vỡ vòng chảy luân hồi cái đó đó, có nghĩa là mình ở trong cái dòng sông sinh tử này nè, mình cứ mỗi ngày là lên xuống không biết bao nhiêu trạng thái. Quý vị hiểu được thời đó không? Nhưng mà cái trạng thái tốt nó được bao nhiêu phần trăm? Do mình không có chánh niệm để ý, quý vị không? Cho nên khi ta đụng đến đó, là cái tâm gì nó nổi lên. Tôi nói cái này, ba cái này cái nào chủ hả? Tại sao biết hả? Đúng không quý vị? Si mê đâu biết tỏ tường, ngỡ mơ mung màng nẻo đường nhã nhâm. Ở trong kinh gì? Kinh gì? Anh đọc tôi nghe tôi khoái mà. Đúng không? Trang thứ mấy? Ủa mình chơi quá, mình thử thách với nhau rồi mà thử đến đó chứ. Đúng không? Đúng không? Không đúng là về giới kinh coi. Tâm si nó điều khiển hết đó. Hiểu cho đó. Để chúng nhớ cái đó nha. Để chúng phải nhớ cái đó. Không nhớ được đó là mình chết. Phải nhớ. Cho nên khi mình biết sử dụng, khi anh biết sử dụng và khó sử dụng, khi anh biết sử dụng mình giữ được đúng pháp, pháp tu. Mà khó sử dụng có nghe mình đi ngược trở lại. Mình không đâu, mình cứ lo cái ba cái đó không à. Hiểu không? Thầy chống hiểu tôi thưa cho đó không? Hiểu không? Si mê đâu biết tỏ tượng. Cho nên cái khi anh tham lên nó là một trong năm truyền cái đúng không ạ? À? Tham dục. Mà nó dẫn dắt cái tham anh là tôi nói cái này tôi không nói nhanh được nha, tôi phải nói từ từ. Khi anh tham có nghĩa là anh gì? Đúng không ạ? À? Mà khi si có nghĩa là anh gì? Để giống hiểu không? Mình có không? Có ra không có, ai không có đâu. Mà thương đó khổ không? Ghét khổ không? Mà cái này nó dẫn đến gì? Dệt. Đúng không ạ? Phải không? Đó, cho nên á, mình phải biết làm sao mình cái tâm á, mà mình phải kiểm soát được cái dòng chảy của nó. Khi anh có thương, chắc chắn anh phải có ghét. Đúng không ạ? Mà khi anh thương, thì anh sẽ cái gì nhiều? Cái gì nhiều?
Còn mà khi anh ghét thì cái gì nhiều? Có không? Mà chỉ hằng này nó là nó sẽ nó rơi trong oán hằng nữa là mình phải trả thù, phải không? Quý vị thấy chưa? Cho nên đó, quý vị phải để ý cái đó, phải để ý mình đâu là mình phải để ý. Mà nó non nam, mình nó non nam mà nếu như mình thuộc giới chút xíu á, mà khi các pháp hiện lên á là tham là sân mình biết, mình có chánh niệm chút xíu mình biết, có nghĩa là mình tập trung chút xíu mình biết, mình đánh cái chung á. Mà tôi nói là cái sự chánh niệm nè, mà tôi nói là tu bao nhiêu năm á mà đôi khi quánh cái chung thì nó muốn bể cái chung luôn, thấy không? Nhưng mà khi mình biết quánh chung, quánh mình nghe nó khác, mà còn vô mới dùng. Quý vị nghe sao? Nó nghe nó chắc chúa lắm, đúng không? Mà cái tâm điều khiển cái tay, đúng không ạ? Nó làm như vậy á. Cho nên ta tại sao có người mới tu khác mà người tu lâu cũng khác? Bởi vì á là người ta sợ bể. Mấy ông mà ông bỏ tiền ra mua cái chung á, ông sợ bể cái chung nó tốn tiền, nó không được. Tôi nói một cái câu chuyện này là để nhắc cho đại chúng. Tôi nói không phải nói giỡn. Tôi có đọc một cái câu chuyện á là cái người vị thầy mà dạy một người đệ tử á, mà bản thân tôi đọc trong xuôi á, mà tôi lúc tôi đọc còn nhỏ lắm á, có nghĩa là khi mà một người lên quấn chung á, tôi nói cái này là để biết, mà thực sự đó là bước đầu bổn phận làm trò cả thân tâm ý dân cho người thầy á. Có nghĩa là sao? Khi mà ông thầy ông dạy là con hãy tưởng tượng cái chung đó là thân của con, mà con đánh mạnh nó thì nó sẽ đau. Ông dạy người đệ tử như vậy. Và con ôm vào lòng, con thức đầy cái chung lên như con hãy gõ nhẹ nó. Quý vị hiểu rồi đó hả? Hiểu thưa thưa cho nó. Còn nhiều người mà lên tụng kinh đó là giống như tôi nói là cái bệnh hôn trầm á, mà buổi sáng mà kêu về tụng kinh đó, ngay hồi nhỏ đi tu á, là lên quýnh chung quýnh mỏ, là tôi nói cái chung cái mỏ nó tội nghiệp lắm, cứ đè cái chung cái mỏ quýnh không à. Hiểu thưa thưa cho đó không? Cho nên đừng có làm cái tâm, bất cứ cái chuyện gì quý vị đừng bao giờ làm bằng cái tâm tham mà tâm sân hay là tâm si nó điều khiển đó. Quý vị để hiểu ấy không? Mà làm gì cũng phải từ từ, rồi nó cũng đến, thấy không? Rồi mình sẽ thấy được cái chuyện mình làm nó như thế nào. Cái này là tu đó, cái này là tu, quýnh chung là tu đó, quét nhà là tu đó, nó nằm trong đi đứng nằm ngồi đó, ăn mặc ở bệnh của mình là tu đó. Nghe cõi này chứ đừng có nghĩ là mà có nhiều khi mà anh đã thành tựu rồi không phải là lên đây anh mới tu đâu. Cái tâm mà dễ sử dụng á là lúc đó anh đã biết được rồi, anh tính nghiệm biết hết được rồi. Quý vị hiểu tôi thưa vậy đó. Còn cái tâm mà anh can cường á là ví dụ như anh sống đài đải với tham sân nhiều á là nó khổ đau nhiều. Cho nên cái bài kinh này mà nói về cái phẩm tâm phẩm mà không bị phục á, tâm á là cái kiểm soát dòng chảy cái đó đó. Cũng như mà tôi nói ví dụ như mà tôi nói cái buổi ban đầu cũng cái nào cũng vậy trơn á, cái tâm buổi ban đầu nó căng cường khó chịu lắm, thấy không? Mấy người nuôi rắn cũng vậy, muốn nuôi bò cũng vậy, muốn bò nuôi cái con ngựa cũng vậy nữa, buổi ban đầu nó là hoang mà. Quý vị hiểu thưa nó, con người của mình cũng vậy, nhưng mà mình có được cái phước á là mình biết được Phật pháp, mà biết được Phật pháp là mình phải tu, chứ còn biết mà để đó thì không bao giờ hết đâu, thấy không? Cũng như bị đau bụng, mà mình mua thuốc đau bụng về mình để đó mình không uống, mình ngồi mình đã hết đau bụng, hết đau bụng hết không? Không hết hả? Vậy mà có người nó hết đó. Đêm mới kinh về để đó thờ chứ không có tu, không có học, không đọc mà. Cái này tôi nói nhỏ thôi, tôi không nói lớn thôi. Nói một câu để rồi hết giờ, có nghĩa là cố gắng sự tu tập thì đem lại phước báo và quả báo lớn. Đó là cái bài kinh hàm ấy như vậy. À, cố gắng tu tập thì đem lại phước báo lớn và quả báo lớn. À, dạ thôi, phước báo lớn, quả báo lớn. Nếu như không tu thì không có, tu thì đem lại phước báo. À, chúc đại chúng một đêm ngon giấc, nhớ lái xe cẩn thận. À, cố gắng, à, tôi nhắc là
Tại vì đó là tôi cho tôi một phút tôi nhắc đó là tại vì đó là nó có một cái chuyện đó là cái bài kinh này nó là cái tâm trong sáng. Cho nên là mình sẽ gặp lại tuần sau. Mô Phật. Dạ chờ.